Xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em sẽ test cho các bác xem con đẩy sang xôi mã là S452 này công suất thực tế nó như nào nha. Đang đánh là loa 40, một cái này và một cái kia được của bác như nhau, nhưng có một cái là khác nhau với thùng. Em sẽ đánh thử trước nha các bác nha. Test từng kênh một này, kênh A này. Chuyển sang kênh B này. Ok không ạ? Bây giờ đánh cả hai kênh nhá. Rồi, rồi kinh rồi. Ok. Rất là khủng bố đại ca đại tẩu đúng không ạ? Bây giờ sẽ tắt máy đi nha. Đúng của nó thì nó phải như này này. Đây ốc á em vừa tháo vứt bừa đây. Đã để gọn vào đâu đúng không ạ? Đúng của nó là nó phải có thêm cái này nữa này. Đây là cái định hướng gió. Đấy. Là nó sẽ đậu đây và gió là nó sẽ luồn qua khe này còn thoát ra. Đấy, thế nó mới đúng. Thì em cũng bắt qua con ốc vào để cho chắc chắn, không nó lại sọc sạch cái này. Năm khi hơi bị dở hơi tí. Đấy nha các bác nha. Bắn qua một con ốc đây ạ. Đấy, ok. Bây giờ lại bật lên lại đánh kép tiếp. Đã sẽ bật lên nha. Bật lên là Protect này, xong là Active này. Đấy. Khi mà đánh quá tải thì hai cái đèn clip này nó hơi chớp tí, tức là đạt đỉnh công suất rồi. Đó. Nó thoát ra kiểu ý là máy nó rất là mát. Đây là còn đang để mở nắp, tí nữa mà đậy đậy nắp vào thì nó chứ không phải nói được các bác, đánh thoải mái luôn, mát cực kỳ luôn. Đang để mở nắp thì nó thế, còn khi đậy nắp vào nó có không khí nó kín rồi, đánh tiếng nó sẽ khác hoàn toàn. Đây các bác nha, xem máy móc nó rất là xịn luôn này, khủng bố đại ca đại tẩu nha, chất chơi người rơi luôn. Đấy, máy này mà các bác còn cá chê nữa thì em không hiểu là các bác định mua cái đồ gì. Thứ nhất là linh kiện chất, thứ hai là đến thương hiệu cao cấp, thứ ba là giá vô cùng là rẻ. Đấy, thứ tư là bảo hành cho các bác là 6 tháng. Đấy, các bác thích bảo hành 1 năm, các bác thêm cho em 200.000 em bảo hành cho các bác 1 năm. Không phải nghĩ ngợi nhé. Đấy, ok không ạ? Thế là còn cái gì mà tả nữa đâu. Không, nắp thì em vừa để ngoài kia, tí nó sẽ lấy và đậy vào sau. Đấy, các bác nào lấy cái sản phẩm cục đẩy công suất này thì hệ trực tiếp. Giá bên em bán là bao tốt gần nhất thị trường. Đấy, gần nhất thôi, còn nhất thì các bác nào mua, các bác nào mà gọi là thợ buôn, các bác lấy số lượng khủng ấy thì là em thua. Còn nếu mà các bác mà gọi là khách mua về để chơi, để trải nghiệm, để dùng thì đến với cửa hàng bên em này bán giá cho các bác là giá vô cùng là tốt luôn. Tốt xít nữa thì nhất luôn. Nhưng phải nhất với đây là cái chất lượng và cái tiêu chuẩn. Chứ không phải là bán cho các bác là mức giá là rẻ ối ôi, xong là các bác về dùng chưa được dăm bữa nửa tháng mà nó nổi lên nó xuống thì xong đến lúc ý đi bảo hành ra thì rất là mệt. Với thứ hai nữa là những cái hàng cao cấp nha, những hàng cao cấp là bên em tuyển những cái máy nó phải gọi là máy nguyên zin chứ chưa có sửa chữa gì, còn dăm ba cái loại máy sửa rồi rẻ lắm, rẻ cực kỳ luôn. Đấy, rẻ cực kỳ luôn nhá. Không phải hôm nào đấy mới còn đẩy cũng là đẩy xịn nhưng mà sửa rồi xong là về bán cho các bác giá rẻ đi nhiều xong này. Đấy đấy đấy, kiểu ấy. Đấy, nói thế là các bác tự hiểu không ạ? Đấy, ok, thì các bác nào quan tâm đến dòng cục đẩy công suất này thì liên hệ trực tiếp nhá. Giá thì em xin phép không báo công khai. Đấy, giá thì thôi em để tiêu đề. Đấy. Ok không ạ? Xin hẹn các bác trong clip lần sau nha. Vẫn là sang xôi nhưng mà quay ở xa xa tí các bác nghe nha. Mắc với luôn luôn. Xem nào có rung nàng không?